phật dạy này thiện hiện vì năm loại mắt chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì năm loại mắt chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì sáu phép thần thông chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì năm loại mắt rút giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì sáu phép thần thông rút giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện vì mười lực Phật chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhiễm, chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vì mười lực Phật chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện vì mười lực Phật rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh phật dạy này thiện hiện vì pháp không quên mất chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh bạch thế tôn tại sao vì pháp không quên mất chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì tánh luôn luôn xả chẳng xanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì pháp không quên mất rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh vì tánh luôn luôn xả rốt giáo không nên chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh do đó bát nhã ba la mật đa thanh tịnh Phật dạy này thiện hiện vì trí nhất thiết chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng sanh chẳng diệt chẳng nhiễm chẳng tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, tại sao vị trí nhất thiết chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh? Vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh này thiện hiện vì trí nhất thiết rốt giáo không, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh, vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng rốt giáo không, nên chẳng sanh chẳng diệt, chẳng nhiễm chẳng tịnh. Do đó, bát nhã ba la mật đa thanh tịnh.